giờ bỏ qua cái vấn đề là bạn mua ở đâu đi. Nếu đúng như vậy á, thì bạn hãy làm một cái clip và tag tên mình vào để chứng minh là bạn đang sở hữu một con đồng hồ Kiga này. Mình sẽ bảo hành free cho bạn luôn. Mình rất mong muốn được hỗ trợ cho bạn, đại diện cho hãng bảo hành cho bạn về cái lỗi này. Mình chắc chắn đây không phải là cái đồng hồ của bạn mua ở mình, nhưng mình vẫn sẵn sàng là hỗ trợ bạn, bảo hành cho bạn. Với cái máy của Kiga thì mình không tin là nó sẽ gặp trục trặc đâu, vì mình biết cái máy của Kiga nó rất là bền các bạn. Nó nét, cái độ sai số nó chỉ dao động từ cộng trừ 10 hoặc là cộng trừ 5 thôi. Mình có test cho các bạn xem rồi đó. Và nếu mà cái đồng hồ Kiga này nó dừng đó, thì chỉ có trường hợp là nó va chạm mạnh đó, rớt đó, hoặc là va chạm vào cái gì đó hoạt động mạnh đó, là nó sẽ bị chấn động thôi. Còn nó cũng không hư luôn, mình kích là nó chạy lại. Mình rất vui được hỗ trợ cho bạn đó.